Xin chào tất cả mọi người. Chúng em là team A Ngộ A. Heavy Rotation thì là một sự thử thách rất là lớn đối với team A của chúng em. Bản chất là một bài hát này rất là cao và rất là khó, vũ đạo cũng rất là sôi nổi nha. Nhưng mà chúng em sẽ cố gắng hết sức. Thì đây là một trong những cái khúc mà em cấp chứa cơ hội trình diễn bao giờ. Món nghi là lần đầu tiên phát cho mình một bộ lần đầu tiên mặc vô cứ trời mấy chị ơi em thấy ngứa đáng nhẽ là cái phần này là nó đang trên, còn cái phần bé là nó nằm dưới, nhưng mà vẫn nghĩa cài ngược lại ăn theo sự bỡ ngỡ, trọng trách sao chúng yeah.